Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bà đạo người nha. Xin chào anh em một game Gloomhaven hỏi như mình đây, từ từ bà đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video, vậy đầu video anh em subscribe và một subscriber của channel phát triển nhạc cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đi săn cốt quà điểm qua sự kiện mới, quên săn cốt quà mới anh em nội. Tiện ghé qua làm bọn ad các bạn này, hôm nay chiến bọn ad vào làm luôn team đấy nhỉ, cổ vũ đấy các bạn. Thề cái cổ vũ này kiểu rồi, 3 phát này, 4 này, 5 này, 6 này, ui dồi, rồi 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, đó, hơn 500 kim cương nữa các bạn. Mấy bạn xong rồi. Không biết là mấy anh em sắp team đánh bot này nhờ ta. Hay để đi hỏi phát nhờ. Thuyền, công. Ok các bạn. Lù này, no này, đây này, thử tìm này coi anh em, thử tìm này trước các bạn nhá. Ôi này giờ chưa được một tỏi sát thương anh em, bây giờ mới được 1 triệu điểm sát thương. Ôi trời ơi, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Thế này thì không ăn thua anh em. 4 triệu dưới, 4 triệu 9. 6 triệu. Căng nhỉ. Không thua các bạn. Thì qua fanpage anh em, tôi đi xin team xem. Ok bạn nghe fanpage nào. Hôm nay thì chúng ta có sự kiện mới các bạn đây. Mình chọn hộp quà bí ẩn. Nhận vé xem phim gì? One Piece Red. Ok. Thời gian đến hết ngày 15 tháng 11 các bạn, hôm nay 14 à? Như hôm nay 14 các bạn. Hôm nay 14 rồi anh em, hôm nay 15 chứ. Đến ngày luôn anh em. Lái xe sự kiện ở trạng công khai. Sử dụng gì? Sử dụng Emon Emory Night Team hoặc Wow. Bình chọn anh em. Rồi, trời ơi. Comment nhận quà phim xem phim Red để có cơ hội nhận được vé, để tổng hết nhận quà anh em. Phần thưởng là 3 cặp vé xem phim dành cho 3 fan cứng ngẫu nhiên Nami chọn, 7 thuyền trưởng ngẫu nhiên Nami chọn. Uầy, vui nhờ. Thì cái tôi không cần để mà xem anh em. Phần quà sẽ gửi vào in game các bạn nhé. Chúng ta sẽ vote bao gồm có hộp thư X, Y và T, Z. Với đôi phần quà X thì chúng ta có 500 belly, 500 kim cương, 20 dương đá cấp 1 và 10 cái điện thoại. Sự kiện anh em nhé, cái sự kiện là điện thoại đổi sự kiện đấy. Y thì là dương nguyên điện tím. Là số này thay đổi ở cái quần quà số 3 thôi anh em. 4, 5 cái điện thoại, còn dưới này thì là 5 FP và 2 tặng thịt. Dưới này thì 5 mảnh Pero Pero và 5 điện thoại anh em. XYZ xem nào. Anh em hãy nhìn qua này, team là nhận được mảnh Pero Pero anh em. Ok, tôi nghĩ là các bạn sẽ lên vote team nha các bạn nhé. Ở đây thì chắc là đa số anh em sẽ vote team. Team nhiều quá các thuyền trưởng ơi. Ok, các bạn vote team nào. Rồi, và đừng quên để lại comment. Còn chưa. Hết rồi anh em, có code gồm quà 24 nữa là code dùng chung tuần mới rồi. Để lại comment là gì? Nhận quà vé xem phim Z. Tôi khỏi nhận anh em, tôi có xem phim đâu mà. Rồi, xong các bạn, đó là phần reaction, chúng ta có phần quà đấy thôi anh em. Quay trở lại với bot ad, vẫn là team này. Đa số thì thấy nhiều anh em bắt cầm như này thôi là được rồi. Tôi cầm chị đẹp BO theo thì lượng sát thương, tốc độ sẽ tăng, tốc độ đánh anh em cũng sẽ ok hơn. Thử xem nào anh em, liệu có nhanh hơn này không. Rồi, 3 tỏi, 3 triệu điểm sát thương rồi anh em. 4 triệu. 4 triệu. Có vẻ cũng không nhanh hơn là bao nhiêu anh em. Còn anh Kizazu thì sao? Đây vào đây bị thấy như bạn bảo cầm theo crack. Crack nó có vẻ ok hơn. Tôi chẳng biết thế nào anh em, cầm tạm thêm này xem thế nào.
Thấy có vẻ ok hơn rồi các bạn. Thấy có vẻ ok hơn rồi anh em. Vì Kiaru nó book tốc độ đánh mà anh em. Kiaru nó book tốc độ đánh các bạn. 6 triệu. Bảy triệu, ok, loanh quanh thì chắc cũng vậy thôi, không 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 vượt hơn nữa các bạn. Nhìn kiểu này loanh quanh thì chắc cũng thế thôi anh em. Rồi thế này cũng được rồi, ok, 10 triệu, 14 không, được 14 triệu điểm sát thương không? Tôi nghĩ là hên xui anh em, hên xui là có khi được á, 13 triệu rồi. 4 triệu rồi anh em. Yo, cũng có vượt kỷ lục trước của mình anh em. Chứ là tôi đánh được 13 triệu mấy chứ anh em. Lần này cũng được rồi, ok. Cơ bản là có cái tem này để đánh dần các bạn. 15 triệu rưỡi. Xếp hạng. Ôi trời ơi. Chưa có tên. Tem tiếp theo là chúng ta sẽ cầm theo thử gáp coi anh em, anh không phải quân gáp. Ok các bạn, anh không phải quân gáp đứng đầu à. Anh không phải quân gáp thì cũng gọi thêm lính ra bắn thôi anh em. Đó, nó gia tăng thêm sát thương. 1 triệu, giờ anh quanh giờ mới được 1 triệu anh em. Giờ mới được 1 triệu điểm sát thương. Odin chém boss gần như kiểu không 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 thèm thua các bạn nhé. Anh em thấy bạn, tôi thấy Odin kiểu chém boss chạm cảm giác không ăn thua các bạn. Gáp vào bắn nghe vậy ok hơn các bạn. Odin chém không ăn thua, cho Odin tí đi đánh nhử chơi thôi các bạn. Để tôi ra cộng kin luôn anh em. Ngoài quân gáp rồi, đây. Kỹ năng. Ok các bạn. Cộng kim này lên anh em này, đó, cộng cộng mấy cái kim này lên nó sẽ tăng thêm sức mạnh bản thân vào nữa anh em, ngon hơn. 20 cộng luôn đi, ui cũng nào phải nhân năm nhanh nhỉ, bao nhiêu rồi, ok các bạn năm mấy rồi, nó mua cộng luôn, rồi. Ok, chúng ta sẽ vác team này nhá. Bỏ trong này ra anh em. Đi team này coi các bạn. Tôi nghĩ team này có khi gây sát thương nhiều hơn ý. Độ linh trì bắn anh em. Úi xời, hiệu quả ngay các bạn. Hiệu quả trông thấy ngay. Trời ơi. Odin sao sánh bằng được. Đó, Odin làm sao mà sánh bằng được anh em. 2 triệu điểm sát thương. Có năng lượng không kịp à. Úi xôi. Đúng rồi, dồn lính lên đi. Dồn lính thêm lên, bán đi. Úi, 2 triệu 6 bạn. 3 triệu. Úi xôi. Bây giờ 6 triệu không? Đoạn sau này bắt đầu máu nó đánh sẽ còn tốn hơn rất nhiều anh em, hao hơn rất nhiều. Nó cố gắng bút máu lại nào, đều máu vào. Cái giá đùa đâu anh em. Kháng đét đấy chứ đùa. Bớt gớn anh em. Bớt gớn các bạn, 5 triệu. Uầy. Nhưng mà quân gáp xong rồi. Như đám linh hắn còn anh em nhé. Xong thì xong như đám linh hắn còn các bạn. Đó, xong thì xong như đám linh vẫn còn các bạn. Đấy, vẫn còn là còn bắn các bạn. Uầy 6 triệu. Được của nó anh em. 6 triệu điểm sát thương anh em. Bớt giỡn ạ. Khét thế nhờ. Có top rồi. Tiếp nào. Em này thì cầm chơi chơi mấy cháu này ra cho nó đỡ buồn các bạn. Thuyền bè ra hết là trời ơi, chém các bạn không thấy thấm luôn ạ. Biết được 2 triệu không, lanh quanh cho được 2 triệu điểm sát thương các bạn. Ủa đến chém còn không không còn thua rồi, hơn triệu các bạn. Ok, cái tem đánh bó đát này nhé, chứng vẫn đang căng đấy nhờ, là khá là khoai các bạn, hơn triệu điểm sát thương.
và anh tiếp nào. 7 triệu. Bây giờ hồi 2 triệu ạ. Trời ơi, quá bọt bèo. Chém nào. Đúng rồi, hay quá. Đúng rồi, chém đi. Được 2 triệu dưới điểm sát thương các bạn. Trời ơi, ok luôn. Moria Kulu này. Còn thuyền nào không? Còn hai cái anh em cho ra trận luôn. Team này sao? Team này sao? Ok các bạn, team này sao? Moria đâu? Muốn team nào? Ây da, Moria cũng gọi được bóng ra kìa anh em kìa. Ồ, thế thì có khả năng sẽ gây được nhiều sát thương nha. Ây da, Moria vậy chúng thế đi đam boss chắc ok đấy các bạn. Wow, nó lại hợp lý luôn anh em. Thế là mới lại cố gắng ngồi lưu thêm Moria lên nữa anh em. Các bạn chịu khó lưu Moria lên nữa. Khá là ok đấy chứ. Ừ, cũng được các bạn. Mỗi tem độ hơi yếu thôi. Ok, đấm nào. Mỗi tem độ tôi hơi yếu thôi các bạn. Ôi trời, em cũng chỉ bị hẹo nữa rồi. Xong luôn, hẹo luôn, còn đâu nữa anh em. Thôi, cũng có top được rồi anh em, vui rồi. Nhưng mà tốn ít khá khá kim cương chứ. Top 23. Rồi, video hôm nay thì cũng cập nhật quá trình quả cát thôi nhé. Cả đến kết thúc đây. Bye bye mọi người.